Medavika làm việc gây sốc với IU ở Gucci Show, cảnh sát ập vào khi dàn sao đang quẩy. Sự kiện thời trang Gucci Bruce trở thành tâm điểm của công chúng khi quy tụ dàn ngôi sao đình đám thế giới. Trong đó, mỹ nhân Thái Lan Medavika khiến fan bấn loạn với màn tương tác cùng IU. Tuy nhiên, sự kiện đã phải kết thúc trong ồn ào khi cảnh sát bất ngờ có mặt. Sự kiện thời trang Gucci Bruce 2024 vừa được diễn ra vào chiều tối ngày 16 tháng 5 tại Seoul, Hàn Quốc. Khán giả quốc tế dành sự quan tâm đặc biệt trước độ chịu chơi của làng mốt Ý, cũng như dàn sao khủng đổ bộ sự kiện bao gồm Medavika, IU, Elizabeth Olsen, Hani Newgens, Jimin A, Lee Jung Jae, Winter Aespa, Green Jin, Itzy, Lee Seo, IVE, Lee Seo Hyuk, Jay Park, Dakota Johnson. Đây là lần đầu tiên có một sự kiện thời trang quốc tế quy mô lớn được tổ chức tại cung điện Cảnh Phúc, di tích lịch sử minh chứng cho hành trình toàn cầu hóa văn hóa của xứ sở Kim Chi. Không chỉ vậy, buổi trình diễn còn là sự kiện đánh dấu 25 năm thịnh vượng của Gucci tại Hàn Quốc. Bên cạnh những đãi ngộ nghịch thiên dành cho dàn khách mời cùng khách hàng VIP, nhà mốt nước Ý còn chứng minh khả năng bạo vì tiền, dành hẳn một ngày một đêm để ốp gỗ trải đường cho các vị khách quý tham dự show. Trong số các dàn sao góp mặt, hội bạn thân thương hiệu của hãng ngoài Sơn Tùng còn có Medavika và Gulf Kanawat cũng có mặt từ sớm trong sự kiện ma nữ đẹp nhất châu Á, diện một chiếc váy ren xuyên thấu cùng túi xách Gucci Jackie, toát lên thần thái của một mỹ nữ hàng đầu. Tuy nhiên, đáng chú ý nhất phải kể đến màn tương tác giữa Medavika và IU. Theo đó, trong buổi tiệc thân mật sau show diễn, Medavika đã không khỏi bấn loạn vì được IU hôn má. Được biết, cả hai cô nàng đều sinh ngày 16 tháng 5. Chính vì vậy, mỹ nhân Thái Lan đã chúc mừng sinh nhật IU. Ngay sau đó, IU đã dành nụ hôn cho Medavika, khiến nữ diễn viên vô cùng thích thú. Medavika cũng đã đăng video lên trang của mình với dòng trạng thái sinh đôi ngày 16 tháng 5, yêu em, IU, hy vọng em thích món quà sinh nhật của chị, chúc em mọi điều tốt lành. Được biết cả Medavika và IU cùng sinh cùng ngày và chỉ hơn kém nhau 1 tuổi. Trước đây, hai mỹ nhân từng gặp nhau nhiều lần trong những sự kiện thời trang và có mối quan hệ khá thân thiết. Được biết IU là đại sứ thương hiệu toàn cầu Gucci. Sau khi thay đổi triều đại tại Gucci, IU vẫn luôn là nàng đại sứ, danh xứng với thực. Khi có khả năng cân mọi loại trang phục và chiếm trọn spotlight tại sự kiện, cô nàng diễn xét đồ với áo crop top cùng chân váy bút chì, phối với một lớp vải voan trong suốt, thêu hoa nhí vàng. Đặc biệt, IU còn xách trên tay chiếc túi Gucci Jackie 1961 Yellow, kinh điển của dàn mốt nước Ý. Sau khi kết thúc show, thương hiệu thời trang này đã mở tiệc tối dành cho các khách mời, thậm chí chơi lớn mời cả rapper Rocky, bạn trai của Rihanna, tham gia biểu diễn. Với đoạn clip được Medavika chia sẻ, có thể thấy cả nữ diễn viên và IU đều góp mặt trong buổi tiệc thân mật này. Tuy nhiên, bữa tiệc bị cho là gây ồn ào, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân khu vực lân cận. Nhiều người lên tiếng phản ánh về sự việc trên mạng xã hội. Theo truyền thông, cảnh sát đã được cử đến khi người dân báo cáo về tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Cảnh sát có mặt để xử lý sự việc vào khoảng 0 giờ ngày 17 tháng 5. Theo một video được đăng tải, mọi người đổ ra đường khi còi báo động vang lên. Trước đó vào khoảng 22 giờ, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về bữa tiệc lên mạng xã hội với nội dung làm sao để báo cáo tình trạng ô nhiễm tiếng ồn. Bức ảnh được chụp từ rất xa, tôi có thể nghe rõ âm thanh từ phòng mình. Nhiều người cho rằng loa được lắp bên ngoài địa điểm tổ chức tiệc, đèn nhấp nháy chiếu sáng mạnh. Khoảng 2 tiếng sau, một tài khoản khác đăng bài, tôi đang thực sự khó chịu, không hiểu tại sao lại để âm thanh vọng ra bên ngoài như vậy. Trong khi đó, một người khác phàn nàn về ánh đèn của bữa tiệc, khiến họ khó chịu. Người này cho biết, mẹ tôi đã phải báo cảnh sát. Nguyên nhân được cho là do Gucci thuê tòa nhà bằng kính, không đủ tiêu chuẩn cách âm để tổ chức tiệc. Bên cạnh đó, tòa nhà này còn gần các khu dân cư loại 1, khu thương mại, tòa nhà văn phòng. Nhiều người sau đó đã báo cáo vụ việc này với chính quyền địa phương. Bữa tiệc kết thúc vào khoảng 12 giờ đêm giờ Hàn Quốc khi cảnh sát được điều động đến để xử lý ô nhiễm tiếng ồn. Nhiều ngôi sao tham dự sự kiện đã nhờ vệ sĩ hộ tống rời khỏi sự kiện. Số còn lại chủ động ra về ngay khi thấy xe cảnh sát. Sau khi cảnh sát đã có mặt để xử lý ô nhiễm tiếng ồn, đêm tiệc Gucci đã phải kết thúc ngay sau đó.